Bà Hoàng Xì To Di gọi tên Lệ Quyên, sơ hở là lên mạng đăng này đăng kia. Vui đăng story, buồn đăng story, tức giận cần bóng gió ai đó cũng đăng story. Bao lần trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng cũng vì đăng story. Nhưng Lệ Quyên chưa có suy nghĩ sẽ tém lại, còn ngày càng khoe EQ thấp. Chị cũng hiền, chị không vượt mắt nào thế, chị cũng hiền. Hiền không vậy? Chị hiền lắm, chị nói thật chị. Sự thật về màn va chạm Uyên Linh với Lệ Quyên khi nói đàn chị vụ đăng story. Để nhờ, có gì để xin lại cái đám tình hình sau, cái gì chị không đăng story. Liên tiếp bị cư dân mạng pressing, Lệ Quyên không ngừng lên mạng chia sẻ tâm tư suy nghĩ, tiện thể dằn mặt những người chê bai mình. Trước đó, nữ ca sĩ cũng thường xuyên đăng story bóng gió ai đó, làm Giang cư mận không yên. Tự chung lại từ những động thái của Lệ Quyên, công chúng cho rằng cô rất thích đăng story, nhưng cũng vì thế mà nữ ca sĩ vướng ồn ào không ngớt. Còn nhớ trước đó, Lệ Quyên khi còn đang tham gia show giải trí, đã đăng một vài story bóng gió đàn em chơi xấu. Tưởng như nữ hoàng phòng trà sẽ là người được bênh vực, nhưng không. Cư dân mạng chê Lệ Quyên ưa kiếm chuyện, có gì thì nói thẳng ra chứ đừng úp mở làm mọi người khó chịu. Sau cùng thì netizen cũng đoán được người mà Lệ Quyên bóng gió là Trang Pháp. Chỉ tiếc sau chương trình, người được ủng hộ nhiều hơn là Trang Pháp, còn Lệ Quyên thì nhận về rất nhiều lời chê bai. Không chỉ dừng ở vụ Trang Pháp, khi Lệ Quyên vướng drama tại một lễ trao giải, nữ hoàng phòng trà đã lên tiếng trên story, tự nhận mình là bỉ ngạn vàng. Cũng vì khoảnh khắc của Lệ Quyên tại lễ trao giải kia quá ố dề, nên cư dân mạng lại được dịp cà khịa nữ ca sĩ. Không ngồi im, Lệ Quyên tiếp tục mượn story giải sầu, chia sẻ hình ảnh và một vài lời bóng gió. Cái nét thích đăng story của Lệ Quyên vẫn chưa hề thuyên giảm sau hai vụ lùm xùm. Suốt từ mùa Tết đến nay, nữ ca sĩ vẫn luôn chăm chỉ đăng story. Lúc thì khoe dáng, lúc lại PR xuất diễn, lúc lại làm Giang cư mận cay mắt vì những bộ đồ được phối khó hiểu. Hầu như cái gì Lệ Quyên cũng đăng lên story, dường như cô nghiện cái này rồi. Bị cư dân mạng pressing vụ lên đồ kém sang, Lệ Quyên không nói gì, tưởng đâu cô bận đi diễn nên giữ im lặng rồi. Nào ngờ cô vẫn không thể nhịn được, lại đăng đàn chia sẻ suy nghĩ lên story. Cụ thể, Lệ Quyên cho biết, tớ chưa bao giờ nói tớ hiền, chỉ là rất biết điều thôi. Cà trớn với tớ thì sai á, tớ như cái máy MRI, nhìn thấy từng tế bào nha, nên là ớn ăn khúc này chút thôi. Nhiều người cho rằng, Lệ Quyên đang lên tiếng bóng gió việc cư dân mạng đùa quá trớn với outfit của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, netizen phát hiện ra nữ hoàng phòng trà có vẻ trước sau bất nhất. Được biết trước đó, khi Lệ Quyên chia sẻ về bản thân thì cô nói bản thân rất hiền, thậm chí mẹ còn lo lắng cho cô. Thanh Ngọc khi nghe thấy thế liền xác minh lại một lần nữa, hiền thật không chị, và được Lệ Quyên khẳng định điều này. Ấy vậy mà chớp mắt một thời gian, Lệ Quyên giờ lại tự nhận là mình không hiền, khiến cư dân mạng khó hiểu, một số cho rằng nữ ca sĩ thực sự có EQ quá kém. Gần nhất, câu chuyện Uyên Linh cà khịa cái nét thích đăng story của Lệ Quyên được lan truyền trên mạng xã hội. Tưởng là hai người có vấn đề gì, nhưng thực tế thì nguyên câu chuyện là Uyên Linh dành lời khen cho Lệ Quyên. Cụ thể, khi Uyên Linh hát ca khúc của Lệ Quyên mà chưa xin phép, cô liền có lời giải thích, chị Lệ Quyên chịu chơi lắm, đàn ông lắm, cho hát hết cũng được nhưng tối nay về xin lại cái đã. Lỡ có gì chị không đăng story, yên tâm. Cái này Linh nói chắc chắn chị không giận đâu, chị Quyên không bao giờ giận tôi. Cả câu nói của Uyên Linh là như vậy, nhưng vì một số người chỉ nghe câu được câu mất, nên cứ nghĩ Uyên Linh mỉa mai Lệ Quyên.